Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 96 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Cốc Sách, Tảng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới chỗ biên giới của tinh hệ Thiên Âm, cũng là địa phương gần vũ trụ nguyên thủy nhất. Tại bên trong vũ trụ kia, nhìn tựa như rỗng không, Mạc Túy Sinh hời hợt vươn ngón tay trỏ ra, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo quang mang trong suốt tức thì xuất hiện trước mặt hai người. Hào quang kia không ngừng lan rộng ra, nhất thời hình thành một vết nứt thật lớn. Vật chất hỗn độn bên trong âm ầm cuồn cuộn chuyển động, đang muốn tuôn trào ra. Trong khoảnh khắc này, Mạc Túy Sinh đã phá khai cấm chế của Tử Thần Kết Hạ. Các lực cấm chế này có thể phong bế hỗn độn, nhưng đối với người lại không ảnh hưởng gì. Chỉ cần có được năng lực phá toái hư không đều có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế. Tôn Ngộ Không ánh mắt chợt nheo lại, lặng lẽ cười nói: Mạc tiên sinh, hay là tới ta đi. Trong nháy mắt, vô thượng chiến ý bùng phát, một đạo kim quang lớn tròn từ trong tay hắn bắn tung ra, chân lẫn tiếng sấm động ầm vang từ chỗ vết nứt kia lập tức đâm thẳng vào bên trong vũ trụ nguyên thủy. Vật chất hỗn độn đang mãnh liệt tuôn trào tức thì hướng vào phía trong đổ ập vào. Đấu chiến côn khí chợt bùng nổ tách ra, một lối đi rộng lớn đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Mạc Túy Sinh mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên với chiến ý và côn pháp của Tôn Ngộ Không tỏ ý khen ngợi. Đi vào bên trong thông đạo, có thể cảm giác được côn khí mãnh liệt cực nhanh lưu động, đó cũng là do đấu chiến côn điển của Tôn Ngộ Không. Vật chất hỗn độn bốn phía mới bị áp lực nén lại, có điều là dễ dàng nhận thấy thời gian chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, Mạc Tuyết Sinh tháo dỡ xuống cái bọc vẫn mang ở trên lưng, từ trong đó lấy ra một kiện vật hình tháp ba góc cạnh màu xanh đen, mặt trên khắc ấn ký hiệu đồ đằng huyền ảo phức tạp. Mặt ngoài còn lưu động từng đạo hỗn độn khí, hiển nhiên là một kiện hỗn độn linh bảo. Cái này là Cố Thiên Tháp, có thể ở trong vũ trụ nguyên thủy cưỡng ép tạo ra một cái không gian phạm vi 100 mét, hơn nữa vĩnh viễn không có hạn chế thời gian, là một kiện hạ phẩm chí tôn linh bảo 30 vạn năm trước ta luyện chế ra. Mạc Túy Sinh hờ hững nói, ngay sau đó đem vật hình tháp kia ném tung lên, run lên nhẹ nhẹ, mặt ngoài của nó đột nhiên phóng xuất ra quang hoa màu xanh khiến người ta kinh ngạc. Hình dạng của thông đạo này cũng theo đó mà biến đổi, vật chất hỗn độn như là bị một cỗ lực lượng vô hình to lớn khống chế, không ngừng biến ảo. Trong phút chốc, một cái không gian phạm vi chừng 100 mét đã dần dần hình thành. Tôn Ngộ Không đứng ở trung tâm không gian, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, tán thưởng nói: Không hổ là đệ nhất binh vương, linh bảo luyện chế ra quả nhiên vô cùng huyền diệu. Mạc Túy Sinh thản nhiên cười nói: Nếu nói là huyền diệu, đạo thiên kính trong tay Hồng Thành Chủ mới là linh bảo huyền diệu bậc nhất thiên hạ, ẩn chứa ở bên trong đó chỉ sợ ngay cả loạn thần cũng không cách nào lĩnh ngộ. Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, sau đó hắn nhìn nhìn bốn phía nghi ngờ nói: Mạc tiên sinh, chúng ta nên làm sao tìm kiếm tinh phách hỗn độn đây? Mạc Túy Sinh cười thần bí, cúi mình xuống, lại từ trong bọc lấy ra một kiện linh bảo hình dáng cực kỳ cổ quái. Hình dạng linh bảo kia giống như sừng dê, toàn thân màu nâu đậm, cũng không có gì khác thường, nhưng lại thấu phát ra một cỗ huyền diệu nói không nên lời. Kiện chí tôn linh bảo này tên là Hỗn Thiên Nghi, có thể thăm dò tinh phách hỗn độn trong phạm vi 1000 thước. Nếu chúng ta vận khí tốt, nói không chừng trong 1 tháng thì có thể tìm ra được vị trí của tinh phách hỗn độn. 1 tháng? Cần lâu như vậy sao? Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc hỏi. Mạc Túy Sinh khe khẽ gật đầu. Tinh phách hỗn độn sinh trưởng rất lâu dài, mỗi hàng ức vạn năm mới có thể xuất hiện 5 đến 10 cái tinh phách, mà còn phân bố rất thưa thớt, có thể tới hơn ức dặm mới gặp được nhất cái tinh phách hỗn độn. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Mạc Túy Sinh giơ cao Hỗn Thiên Nghi lên, vòng hào quang màu nâu đậm trượt phủ trùm ra xung quanh, kéo dài tới phạm vi 1000 dặm ngoài xa. Mạc Túy Sinh một tay nắm Cố Thiên Tháp, một tay giơ cao Hỗn Thiên Nghi, thong thả tiến về phía trước. Toàn bộ không gian cố định cũng theo hắn mà không ngừng hướng về phía trước di chuyển tới. Tôn Ngộ Không theo sát phía sau, thỉnh thoảng lại nhảy lên nhảy xuống, vò đầu bứt tai, một khắc cũng không yên ổn được. Cứ như thế qua đi hơn 1 tháng, mãi đến một ngày nọ, thân của hỗn độn Hỗn Thiên Nghi đột nhiên thoáng rung động, quầng sáng màu nâu đậm chợt ngưng tụ lên huyền ảo, biến thành một đạo quang trụ
nhắm về hướng đông nam chiếu xạ tới. Mạc Túy Sinh mắt sáng lên, có chút kích động nói: xem ra chúng ta tìm được rồi, mau đi theo ta. Tông Ngộ Không lặng lẽ cười, hóa thành một đạo kim quang giành bay tới trước. Tận cuối cùng của cột sáng màu nâu đậm đó, một cái quang hoa mờ ảo như ẩn như hiện, tuy rằng rất mong manh nhưng hỗn độn dày đặc ở bên trong lại cực kỳ rõ ràng. Vật chất hỗn độn ở chung quanh đều bị cố thiên tháp ngăn lại bên ngoài, duy chỉ có cái hoang quang hoa này lững lờ trôi trên hư không, thấu phát ra một cỗ khí tức thần bí. Mạc tiên sinh, đây là tinh phách hỗn độn sao? Tôn Ngộ Không chằm chằm nhìn vào đám quang hoa mong manh, nghi hoặc hỏi. Mạc Túy Sinh gật gật đầu. Tinh phách hỗn độn có thể nói là hồn của Chí Tôn Linh Bảo, nếu mất nó, Chí Tôn Linh Bảo cũng sẽ không hồi phục sự sống. Tôn Ngộ Không ồ lên một tiếng, định ra tay bắt lấy. Cái tinh phách hỗn độn kia chợt run lên, tựa hồ có điều cảm giác, chỉ trong nháy mắt biến mất, không còn chút tung tích. Tôn Ngộ Không mắt trợn trừng kinh ngạc nói: thật sự là kỳ quái mà, nó như thế nào lại đột nhiên biến mất vậy? Một bên Mạc Túy Sinh thế nhưng sắc mặt ung dung thản nhiên nói: tốc độ của tinh phách hỗn độn gần như có thể đạt tới trạng thái thuấn di, chỉ có điều nó đã bị cố thiên tháp của chúng ta phong tỏa. Chúng ta chỉ cần tại trong phạm vi không gian 100 mét này bắt lấy nó thì tốt rồi. Ta cũng không tin bắt không được đó. Tôn Ngộ Không mặt đầy vẻ tức giận, kim quang bắn ra muốn dùng đấu chiến côn khí phong tỏa bốn phía. Thế nhưng giờ phút này tinh phách hỗn độn kia lại dựa vào tốc độ tuyệt vời không ngừng thuấn di, cơ hồ không cách nào chốt lại được mục tiêu. Trong không gian của cố thiên tháp, Tôn Ngộ Không la hét loạn xạ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào bắt được tinh phách hỗn độn kia. Mạc Túy Sinh hờ hững cười, tựa hồ như bất đắc dĩ không biết làm sao, lắc lắc đầu. Hỗn Thiên Nghi cầm trong tay xoay ngược trở lại, thế mà ở trên mặt đáy lại có một cái đồng hồ đồ đằng hình vòng tròn, nhìn qua tựa như một cái kết giới, đúng là hai cái đồ ám hình tam giác chồng lên mà thành. Hướng lên trời chụp một cái, khối vật chất hỗn độn đã nằm trong tay Mạc Thúy Sinh, diễn hóa khống chế hết thảy đều chỉ trong một cái chớp mắt. Đoàn vật chất hỗn độn kia bao phủ Hỗn Thiên Nghi chuyển động cực nhanh, đồ đằng ở mặt đáy tức thì phóng xuất ra một khối quang hoa màu nâu, đồ án như kết giới kia bay lên trời và không ngừng biến lớn thành một cái lồng úp chụp bốn phía. Tôn Ngộ Không hiện giờ vẫn đang không ngừng truy đuổi, phía trước tinh phách hỗn độn vẫn luôn duy trì tốc độ gần như thuấn di, khiến cho hắn mỗi khi chộp vào tay thì lại giống không. Lúc này bất thình lình hào quang kết giới hiện ra, tự hồ ngay cả tinh phách hỗn độn cũng không cảm nhận được, một cỗ lực lượng hạn chế trong nháy mắt phủ trùm lên nó. Tôn Ngộ Không sắc mặt đỏ bừng cả giận nói: cái vật khốn kiếp này đến tới cùng là cái gì vậy? Tốc độ như thế nào mà mau lẹ kinh khủng như vậy? Mạc Túy Sinh mỉm cười thu hồi kết giới. Kết giới kia kéo theo tinh phách hỗn độn trở về cũng bị hắn nắm trong tay. Tốt rồi, tinh phách hỗn độn đã lấy được, mọi việc đã sẵn sàng, cũng là lúc luyện chế cho ngươi một kiện Chí Tôn Linh Bảo. Mạc Túy Sinh chăm chú nhìn tinh phách hỗn độn bị kết giới phong tỏa ở trong tay nói. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng cười nói: đa tạ Mạc tiên sinh. Luyện chế Chí Tôn Linh Bảo không chỉ trọng yếu là nguyên liệu, ngoài ra việc lựa chọn địa điểm cũng là điều kiện vô cùng quan trọng. Hơn nữa không thể để cho người khác quấy rối, bất kỳ nhân tố nhỏ nhặt nào cũng có thể phá hỏng việc chế tạo linh bảo, nghiêm trọng hơn cũng có thể cắn trả lại bản thân người luyện chế. Vì thế Mạc Túy Sinh lựa chọn ở trong tinh hệ Thiên Âm, một tinh vực cực kỳ hẻo lánh, nơi này hầu như không có phân bố tinh cầu, không người nào, hơn nữa tương đối hoang vu, không có binh lính tuần tra của hai giới. Mạc Túy Sinh hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói: bên trong chú binh sân trang ở loạn thần giới vốn có một gian cung điện chuyên biệt để luyện chế linh bảo, nhưng Mạc Mỗ đã rời đi, cung điện kia cũng sử dụng không được nữa rồi, vậy cứ ở trong này luyện chế đi. Tôn Ngộ Không nhìn bốn phía: nơi này có thể sao? Chỉ cần không có người quấy rầy, hết thảy cứ chờ xem bản lĩnh của người luyện chế. Giờ phút này Mạc Túy Sinh cởi bỏ trường bào, đứng giữa tinh vực trống trải, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt thấu phát ra một cỗ khí thế cao ngạo. Mạc Túy Sinh trầm giọng nói: vô luận như thế nào, khi ta luyện khí tuyệt không thể có bất cứ cái gì quấy rầy, nếu không linh bảo bị phá hỏng mà bản thân ta cũng phải bị thương tổn vì lực cắn trả. Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói: yên tâm đi, lão Tôn ta liều mạng cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Mạc tiên sinh đâu. Lúc này Mạc Túy Sinh mở bao vải ra, thanh quang chợt lóe,
một cái bệ đá màu xanh xám bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cứ như thế chồng vào hai quyền sáo bảo vệ tay màu xám. Mặt trên không ngừng lưu chuyển quang mang hỗn độn mờ ảo, hiển nhiên lại là một kiện linh bảo phẩm chất bất phàm. Trên bệ đá màu xanh xám đặt lên rất nhiều vật liệu đủ loại hình dạng màu sắc, ắt hẳn là các nguyên liệu luyện khí, vẫn linh và tinh thần xa, theo như lời Mạc Túy Sinh nói. Đột nhiên, Mạc Túy Sinh thét lên một tiếng, hai tay không ngừng diễn biến pháp quyết huyền ảo, một cỗ lực lượng kỳ diệu chợt bùng phát, hàng trăm đạo quang hoa màu tím như quái xà lệ mãng không ngừng đan chéo vào nhau. Quanh người của hắn hình thành một cái kết giới vô cùng to lớn, hệt như một bức tường vô hình. Tông Ngộ Không tức thì cảm giác được kết giới kia tạo thành một lực lượng bài xích chuyển tới. Hiển nhiên là Mạc Thúy Sinh không muốn người khác quấy rầy trong lúc luyện khí, mới cố ý thiết lập kết giới phòng ngự. Tông Ngộ Không lín thở nhìn chăm chú đợi động tác tiếp theo của Mạc Thúy Sinh. Kết giới màu tím kia dường như có tác dụng nào đó, tụ tập vật chất hỗn độn. Từng đám hỗn độn khí ẩn chứa trong hư không vô tận không ngừng hướng về quanh thân mình Mạc Túy Sinh tụ tập lại. Vù vù, Mạc Túy Sinh tay trái duỗi ra, một khối vật chất hỗn độn đã cầm vào trong tay diễn hóa trong nháy mắt hình thành một ngọn lửa màu tím sậm. Ngay sau đó, trong tay hắn liên tiếp diễn hóa ra hỏa diễm màu trắng, vàng và xanh biếc. Liệt hỏa tam sắc dường như ẩn chứa quy luật nào đó, với tiết tấu nhất định phụt ra từng đốm lửa nhỏ li ti không ngừng nhảy nhót. Trên thạch đài màu trắng xanh, một đoàn cát mịn đột nhiên cuộn tròn lại phiêu phủ trên tam sắc liệt hỏa, phát ra một âm thanh quái hưởng kỳ dị. Tôn Ngộ Không nhìn không chớp mắt quan sát phong thái tự nhiên tiêu sái của Mạc Túy Sinh, dường như mỗi một động tác đều hoàn mỹ, ánh mắt cũng toát ra vẻ vô cùng khâm phục. Lúc này, trong tay Mạc Túy Sinh đột nhiên chớp động ánh sáng, một cái búa to liền xuất hiện. Mạc Túy Sinh nhắm hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Luyện khí chi đạo của Mạc Mỗ chính là Thiên Hồn Binh Đạo, chú trọng đả tạo binh hồn. Nếu như một kiện linh bảo mất đi linh hồn thì bất quá nó cũng chỉ là linh bảo, vĩnh viễn không cách nào đạt tới chí tôn linh bảo." Tông Ngộ Không chỗ hiểu chỗ không, liền gật gật đầu, quan sát từ đầu tới cuối mỗi một động tác của hắn. Giờ cây búa lớn lên, Mạc Túy Sinh tự hồ dùng hết khí lực toàn thân đập mạnh vào đám vấn linh trên thạch đài. Vấn linh kia chính là vấn thạch được bao phủ bởi hỗn độn vật chất, sau ngàn ngàn năm dưỡng dục từng tia nhỏ bé hỗn độn vật chất thấm vào mỗi cái khe hở trong vấn thạch, khiến nó trở nên vô cùng cứng rắn. Trên thạch đài, không gian hình như cũng uốn néo theo, các loại nguyên liệu không ngừng chấn động. Đong đong đong, tiếng vang không ngừng cất lên. Dưới những nhát búa uy lực cộng thêm tam sắc liệt hỏa thôn luyện, hình dáng của vấn linh từ tròn tròn đã thành hình. Vào lúc này, trong hư không đã không còn âm thanh nào ngoài tiếng búa nặng nề cùng với tiếng rít gió mãnh liệt. Tiếng rít kia có lúc thì như cuồng lôi bạo vũ, khi thì mềm mại quanh co, tất cả đều kết hợp rất hoàn hảo. Ánh mắt Tông Ngộ Không toát ra vẻ khâm phục lại vừa khiếp sợ. Lúc trước ở tử giới, hắn đã từng thấy qua Hồng Quân luyện chế Hôi Mông Linh Bảo, nhưng thủ đoạn luyện binh có gì khác so với Mạc Túy Sinh cũng không phải vấn đề có thể nói rõ ràng được. Tông Ngộ Không lúc này có thể nói là đang hưởng thụ quá trình luyện binh của Mạc Túy Sinh, thậm chí so với việc uống rượu còn thích thú hơn. Mạc Túy Sinh nhìn qua, mặc dù đã là một lão nhân, thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút câu lũ, nhưng mỗi một tấc trên da thịt đều chớp động hắc sắc quang hoa. Những vết nhăn hoàn mỹ tựa hồ in lại sự tích khủng hồn luyện binh khi hắn còn trẻ. Chỉ nhìn thấy trên thạch đài cuồng phong gào thét lay động cả hai hàng lông mi của hắn. Thật là luyện khí chi đạo hoàn mỹ mà, không hổ là đệ nhất binh vương. Tông Ngộ Không tận đáy lòng than thở. Giờ phút này, sắc mặt Mạc Túy Sinh trở lên lãnh đạm, cũng không có một chút lo âu khẩn trương, dường như cũng đang hưởng thụ quá trình luyện khí vậy. Tiết tấu hoàn mỹ cùng vận chuyển quy luật có thể coi là một điềm báo một kiện chí tôn linh bảo sắp đản sinh. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã bỏ xa hai người, nháy mắt đã qua 20 năm. Đong! Theo tiếng đập búa quyết định cuối cùng, cả thạch đài phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, sau đó tiêu tán trong vô tận hư không. Phôi khí rốt cục cũng đã thành công. Đây là một kiện côn khí, hoàn toàn là vì Tôn Ngộ Không mà tạo ra côn khí. Toàn thân nó chấp động tinh quang, dày đặc, hiển nhiên là những hạt cát tinh trần đã hoàn toàn nhập vào bên trong vấn linh. Quá trình luyện chế của tất cả luyện binh giả giống nhau,
đầu tiên là tạo phôi khí, sau đó là thôi hỏa cùng với khả linh, ba giai đoạn quan trọng, thiếu một bước cũng không được. Nhưng điều khác biệt chính là phương pháp luyện chế cùng khả năng điều khiển, hình thành sự bất đồng giữa mỗi một luyện binh giả. Binh Vương Long Chiến cùng Đông Phương Giản chú trọng bước thôi hỏa, khiến cho linh bảo luyện chế ra khả năng công kích lẫn phòng ngự đều có thể tăng lên hạn độ lớn nhất. Còn Mạc Túy Sinh trong luyện chế giai đoạn mấu chốt chính là khải linh, kích thích linh hồn của linh bảo. 20 năm qua, Tôn Ngộ Không vẫn ngồi ngay ngắn trong trận pháp, cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt thủy chung không có rời khỏi người Mạc Túy Sinh, tựa hồ mỗi một khắc đều đang hưởng thụ quá trình luyện khí của đệ nhất binh vương. Trải qua hơn 20 tuế nguyệt, đại trận kết giới tại nơi này đã hội tụ rất nhiều hỗn độn vật chất. Lúc này, một đoàn hỗn độn vật chất đang ở trong tay Mạc Túy Sinh xảy ra biến đổi, diễn hóa thành trạng thái lỏng hoàn toàn bao phủ lấy đoàn phôi khí kia. Nắm trong tay của Mạc Túy Sinh, dịch thể xuất phát từ hỗn độn chất kia đang rất nhanh lưu động. Trong lúc này, cùng với phôi khí sinh ra va chạm, có thể cảm ứng được phôi khí đã thêm cứng rắn, càng thêm hoàn mỹ. Tình trạng côn khí kia cũng không ngừng được tăng lên. Lại qua 3 năm, dịch thể hỗn độn vật chất kia tốc độ lưu chuyển cũng đã giảm dần. Sau cùng, một tiếng bạo phát ra, một luồng dịch thể hỗn độn bắn nhanh ra bốn phía. Giờ khắc này, tất cả đều đã đình chỉ, vô luận là kết giới vận chuyển hay là thôi hỏa cũng đều tĩnh chỉ. Mạc Túy Sinh xem đám côn khí kia, trong ánh mắt toát ra sự hưng phấn, thán thanh nói: "Không nhớ rõ đã bao nhiêu năm chưa có luyện binh sung sướng như vậy, cảm giác thật tuyệt vời." Kể từ khi Loạn Thần ra cấm lệnh đối với Mạc Túy Sinh thì hắn vốn đã không còn có chút thời gian để luyện chế một kiện chí tôn linh bảo. Hắn thậm chí đã quên đi cái cảm giác sung sướng này. Tuy nhiên tới hôm nay tất cả đã trở lại, bao gồm cả giấc mộng của hắn. Lúc này Tôn Ngộ Không đã đi tới. "Mạc tiên sinh, đã xong chưa?" Mạc Túy Sinh trên mặt ẩn chứa nụ cười, lắc đầu nói: "Bước trọng yếu nhất còn chưa bắt đầu, ta bây giờ phải chú tạo linh hồn cho nó." "Linh hồn?" Trong ý thức của Tôn Ngộ Không, một binh khí bất quá chỉ là phụ trợ tăng lên chiến đấu lực. Về phần linh hồn vừa nói, hắn quả thật là có chút thoáng hoang đường. "Hỗn độn tinh phách xuất!" Mạc Túy Sinh trầm hống một tiếng, lòng bàn tay xuất ra một luồng hỗn độn quang hoa. Côn khí bốn phía nhanh chóng lóe lên vài cái, cuối cùng hình như dung hợp thành một, hòa vào bên trong thân côn. Giờ khắc này, trường côn kia chợt rung động hẳn lên, bề mặt thân côn ánh sáng của những hạt cát mịn sáng chói, chiếu sáng của nửa hư không. Tôn Ngộ Không rõ ràng nghe được từ bên trong trường côn truyền đến một tiếng tê hống hưng phấn, dường như tiếng tuyên thệ khi xuất thế vậy. Một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi chợt bạo phát, chứa năng lượng khủng khiếp ba động, trong nháy mắt tản ra bốn phía xung quanh. Mạc Túy Sinh gật gật đầu mỉm cười, hài lòng nói: "Khải linh đã thành công." Thân côn rung động, đột nhiên rời khỏi thạch đài, trực tiếp bay thẳng tới chỗ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng ngời, vung tay nắm nó lại. Chỉ trong tích tắc khi chạm vào, một cỗ linh hồn dao động đã truyền khắp toàn thân hắn. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cảm giác được trong thân côn rõ ràng ẩn chứa một linh hồn sinh mệnh, giống như một chiến hữu cùng hắn kề vai sát cánh, một cỗ cảm giác quen thuộc. "Quả nhiên là chí tôn linh bảo, thật là không thể tưởng tượng nổi." Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, không tự kiềm chế được liền phóng thích vô thượng chiến ý. Đấu chiến côn điển trong nháy mắt bộc phát, 110 đạo kim quang phóng lên cao, phủ kín cả hư không. Mạc Túy Sinh khẽ vuốt chòm râu dài, ánh mắt cũng ánh lên thần sắc vô cùng hưng phấn. "A!" Một tiếng thét dài từ trong yết hầu Tôn Ngộ Không phát ra, theo đó từng đạo côn khí không ngừng bộc phát. Tuy nhiên, côn ảnh màu vàng kia đột nhiên xảy ra thay đổi, màu sắc từ từ biến thành bạch kim, vô luận là khí thế hay là năng lượng ẩn chứa đều tăng lên vài lần. Đồng thời trường côn trong tay Tôn Ngộ Không cũng đã mất đi đoàn kết, dính mặt ngoài tản mát ra quang thải bạch kim, pha trộn thêm tinh quang của những hạt cát trắng mịn, có thể dùng từ huyến lệ để hình dung. Tôn Ngộ Không cảm giác được từ trong côn khí truyền đến một cỗ năng lượng vô hạn, một loại cảm giác vĩnh hằng. Đấu chiến côn pháp cũng từ đó mà được đề thăng, thẳng đến đấu chiến 300 côn. 300 cột sáng bạch kim phóng lên cao, hư không phương viên vạn dặm xung quanh cũng bị bao phủ bởi côn khí mãnh liệt này. Các loại lực lượng khí thế bàng bạc này giống như dòng nước dữ dội sông Trường Giang mới được thả ra vậy. Sau khi phát ra cực hạn lực lượng, Tôn Ngộ Không mới trở lại bên cạnh Mạc Túy Sinh, nét mặt vẫn mang theo vẻ vô cùng hưng phấn nói: "Đa tạ Mạc tiên sinh ban cho Ngộ Không chí tôn linh bảo."
Mạc Tuyết Sinh hơi hơi nhíu mày, khoát tay nói: "Đây chỉ là một chút tâm ý của Mạc Mỗ mà thôi." Tôn Ngộ Không dừng ở thân côn Bạch Kim nói: "Côn này là do Mạc tiên sinh tạo ra, lên mời tiên sinh đặt tên cho nó." Mạc Tuyết Sinh gật đầu, từ từ nói: "Trường côn này vì ngươi mà sinh, hơn nữa đã rót vào hỗn độn tinh phách, vậy gọi là hỗn thiên vô cực côn." "Hỗn thiên vô cực côn, thiên hạ vô địch, hợp ý lão tôn, đa tạ Mạc tiên sinh." Tôn Ngộ Không hưng phấn nhảy dựng lên. Mạc Tuyết Sinh đạo mạo cười một tiếng nói: "Bất quá ngươi phải hiểu rõ, chí tôn linh bảo do Mạc Mỗ chế tạo, sự tinh diệu cũng không khác gì ngoài phương diện cường độ công kích. Nếu như vậy, bọn Long Chiến và Đông Phương Giản mạnh hơn ta rất nhiều. Ngươi phải từ trong linh hồn hỗn độn vô cực côn lĩnh ngộ sự ảo diệu cũng như thuộc tính phụ của nó. Nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ chúng thì đó mới là lực lượng chân chính của chí tôn linh bảo mà ngươi đang sử dụng." "Ngộ Không đã hiểu." Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói. Mạc Tuyết Sinh nét mặt ẩn chứa nụ cười, thầm nghĩ: "Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được thuộc tính phụ ra kèm theo đấu trí cùng chiến ý hoàn mỹ, uy lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Linh bảo này đúng thực là vì hắn mà sinh ra." Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu: "Thấm thoát đã hơn 20 năm, chúng ta cũng nên trở về, phòng trừng tiểu quân bọn họ đang chờ chúng ta." Mạc Tuyết Sinh khe khẽ gật đầu, sau một khắc đã cùng Tôn Ngộ Không biến mất trong mang mang thái không vũ trụ. Hỗn thiên vô cực côn đã được đệ nhất binh vương Mạc Tuyết Sinh hơn 20 năm chế tạo ra, hôm nay rốt cục cũng đã hoàn thành. Xem ra phẩm chất của nó tuyệt đối là một kiện hoàn mỹ trung phẩm chí tôn linh bảo. Trong đó lại ẩn chứa một binh hồn phụ gia thuộc tính. Mặc dù với tu vi của Tôn Ngộ Không lúc này vẫn không thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của thuộc tính phụ gia này, thế nhưng Mạc Tuyết Sinh tin chắc rằng không lâu nữa hắn nhất định có thể cùng binh hồn hợp lại thành một, điều khiển tốt nhất hỗn thiên vô cực côn. Tại Chu Thần Thành bên trong thành chủ phủ: "Hầu tử, ngươi cư nhiên lại có trung phẩm chí tôn linh bảo hoàn hảo như vậy, thật sự làm cho người ta ngứa mắt mà." Hướng Thiên Minh nhìn hỗn thiên vô cực côn lóe lên tinh quang trong tay Tôn Ngộ Không, ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Nếu như mình cũng có thể có được một kiện chí tôn linh bảo hoàn mỹ như vậy thì quá tốt rồi. Mạc Đuý Sinh tự hồ xem thấu tâm tư của hắn, cười nhạt nói: "Nếu như các vị thống lĩnh có yêu cầu Mạc Mỗ chế tạo linh bảo, Mạc Mỗ quyết không từ nan." Thấy Tôn Ngộ Không có được linh bảo hoàn mỹ như vậy, Cổ Bàn đối với Mạc Tuyết Sinh cũng phải thay đổi cách nhìn. Trong ánh mắt cũng không còn vẻ nghi ngờ như trước, mà là từ trong nội tâm toát ra sự khâm phục. Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn thiên vô cực côn lên, cười hăng hắc nói: "Lão Tôn ta đây đã có hỗn thiên vô cực côn, bây giờ thi triển đấu chiến 300 côn đã không còn là vấn đề nữa rồi. Nếu như gặp lại tên giới vương gì gì đó kia, nhất định phải lấy đầu của hắn, ha ha." Tôn Ngộ Không dường như vẫn vì cuộc chiến lần trước với giới vương mà ôm hận trong lòng. Lúc này đã có trung phẩm chí tôn linh bảo hỗ trợ, uy lực đấu chiến côn điển có thể nói đã tăng lên một cảnh giới mới. Huống Thiên Minh kinh miệt cười một tiếng: "Tứ đại giới vương kia thực lực đều vẫn là hoàn hư hậu kỳ, gần tới quy thần sơ kỳ. Với năng lực thiên mang hậu kỳ của ngươi, muốn lấy đầu bọn họ thật là vọng tưởng mà. Lão huống xem chiêu." Cổ Bàn ánh mắt quan sát tinh quang chuyển động trên thân hỗn thiên vô cực côn, than thở: "Thiên địa tạo hóa ảo diệu, không hổ là đệ nhất binh vương." Lúc này ba người vẫn còn đang thảo luận về trung phẩm chí tôn linh bảo, dường như không có phát hiện Hồng Quân cùng Mạc Tuyết Sinh đã lặng lẽ rời khỏi thành chủ phủ, đi tới trên một ngọn núi cách Chu Thần Thành 300 dặm. Trên đỉnh núi mây trắng lững thững trôi, tựa hồ dường như chỉ cần chạm nhẹ đã có thể cảm thấy gió lạnh gào thét, khiến cho y phục hai người bay phần phật. Giờ phút này trên đỉnh núi cách mặt đất vạn thước, tuyết trắng phủ quanh năm không hề thay đổi, thấu phát ra một tia khí tức lạnh giá. Hồng Quân hai tay chắp lại, đứng cách những đám mây lững thững không xa, mỉm cười nói: "Hồng Quân thay mặt Chu Thần Giới hoan nghênh Mạc tiên sinh." Mạc Tuyết Sinh có chút khiêm nhường, cười nhạt nói: "Cũng không phải người phi phàm gì, chẳng qua chỉ là một luyện khí giả mà thôi. Nếu có thể vì Chu Thần Giới tận tâm tận lực, coi như là vinh hạnh của Mạc Mỗ." Sau khi nhìn thấy hỗn thiên vô cực côn, Hồng Quân đối với thủ pháp luyện khí của Mạc Tuyết Sinh cũng là cực kỳ khâm phục. "Mạc tiên sinh vì mộng tưởng bản thân mà thoát ly khỏi loạn thần giới. Mấy năm nay ta luôn suy nghĩ không biết linh bảo mà Mạc tiên sinh theo đuổi rốt cục sẽ như thế nào."
Mạc Túy Sinh hơi sửng sốt, lại dường như chần chừ, sau đó thở dài thật sâu, trầm giọng nói: "Nếu như Mạc Mỗ nói ra, Hồng Thành Chủ cũng không nên chê cười." "Điều này tất nhiên không có." Mạc Túy Sinh nhìn sâu trong đám mây, từ từ nói: "Vô luận là Đạo Thiên Kính, Âm Vương Thất Sát Trùy hay các nguyên thủy chí tôn linh bảo khác đều là từ trong hỗn độn tự nhiên mà dưỡng dục, huyền bí ảo diệu trong đó lại càng là thiên địa tạo hóa, có ai có khả năng nói rõ được." Giờ phút này Hồng Quân dường như nghe được điều gì đó, thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Mạc tiên sinh là muốn..." "Không sai, Mạc Mỗ ngay từ đầu đã tin chắc rằng con người nhất định có thể thắng thiên, với hai bàn tay của Mạc Mỗ có thể sáng tạo cực phẩm linh bảo trên cả nguyên thủy chí tôn linh bảo, luyện binh giả lấy huyết nhục làm khí, lấy linh hồn làm linh, lấy cốt làm thần. Nếu thật là vậy, có thể sáng tạo ra một kiện cực phẩm linh bảo vượt qua nguyên thủy chí tôn linh bảo, tin rằng tới lúc đó Mạc Mỗ có thể lấy thân tế khí." Hồng Quân trong lòng thầm cảm thán, có thể vì luyện khí mà si mê đến như vậy, không tiếc hy sinh tính mạng của mình, sợ rằng cũng chỉ có đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh này. "Mạc Túy Sinh đối với luyện khí quả là tâm huyết, tinh thần như vậy đáng để bọn ta học tập, cũng thật đáng chê cười, lúc trước bọn ta đã bất kính thật lớn với ngài." Hồng Quân cung kính nói. Mạc Túy Sinh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hồng Thành Chủ, từ khi có được Đạo Thiên Kính đã hơn 10 năm rồi, không biết đối với nó có lĩnh ngộ được điều gì đó không?" Hồng Quân có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Đạo Thiên Kính ảo diệu dị thường, có lẽ là cảnh giới tu vi của ta chưa đủ, vẫn không cách nào lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó." "Đạo Thiên Kính dưỡng dục trong nguyên thủy vũ trụ, ẩn chứa trong đó bí ẩn của cả vũ trụ, người không cách nào lĩnh ngộ được cũng không phải không hợp lý, không cần để tâm quá làm gì. Nghe đồn nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được Đạo Thiên Kính thì phiến vũ trụ này cũng không còn hạn chế lực lượng của ngươi, đạt tới cảnh giới thượng thiên lập địa, không chỗ nào là không thể tới rồi." Hồng Quân trong lòng vừa mừng rỡ lại có chút buồn bã. Phải nhớ, nếu muốn hoàn toàn điều khiển được nguyên thủy chí tôn linh bảo, có thể phải mất đến 100 vạn năm, thậm chí trên 1000 vạn năm. Hồng Quân tới đây đã hơn 1000 năm rồi, không khỏi có chút nhớ nhung mẫu thân cùng thê tử tại Tử Huyền Phủ, cũng không biết như tử mình hiện nay thế nào, có lẽ nó đã trưởng thành, tức là không có mình bên cạnh. Hơn nữa, qua nhiều năm tìm kiếm như vậy, hắn cũng không điều tra ra tung tích của Tần Vũ, có lẽ cha vốn không ở trong phiến tinh hệ này. Lúc này Hồng Quân thở dài, đột nhiên hỏi: "Mạc Túy Sinh, Neo Loạn Thần Giới đã có được Âm Vương Thất Sát Trùy, thì trong chẳng quyết chiến với tử thần, hắn nhất định chiếm ưu thế rất lớn. Nói vậy không lâu nữa sẽ dấy lên một hồi đại chiến nữa sao?" Mạc Túy Sinh trong lòng cả kinh, dù lại không chần chừ chút nào, liền gật đầu trầm giọng nói: "Không sai, Loạn Thần Giới đã có được Âm Vương Thất Sát Trùy, cho dù là chỉ lĩnh ngộ được một phần, nhưng đối với lần quyết chiến với tử thần nhất định sẽ chiếm ưu thế thật lớn. Bất quá nếu muốn điều khiển được Thất Sát Trùy, cho dù chỉ là một bộ phận ảo diệu, cho dù có là loạn thần cũng cần thời gian mấy trăm năm. Có điều một khi hắn làm được việc đó, nhất định sẽ phát động chiến tranh." Hồng Quân nhíu nhíu mày, vốn tưởng rằng đoạt được Đạo Thiên Kính là có thể duy trì được thế cân bằng giữa tam giới, nhưng không có nghĩ còn tồn tại một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo nữa. Hơn nữa, với thực lực Chu Thần Giới hiện tại, thì cho dù có 100 vạn binh lực thì Loạn Thần Giới cũng sẽ không để vào mắt. Đám người Hồng Quân đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp nào. "Như vậy Mạc tiên sinh, ngài có biện pháp nào không?" Hồng Quân trầm giọng hỏi. Mạc Túy Sinh khẽ lắc đầu: "Muốn từ trong tay Loạn Thần đoạt lại Âm Vương Thất Sát Trùy là điều không thể. Duy nhất chỉ có một biện pháp, chính là phát khởi chiến tranh trước. Người có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Đạo Thiên Kính, như vậy cũng là có một kiện chí tôn linh bảo. Trong lúc hắn cùng với tử thần quyết chiến, người sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất đối với Loạn Thần. Cho nên trong trường chiến tranh đó, hắn vẫn phải cẩn thận với sự tồn tại của ngươi." Sắc mặt Hồng Quân lộ ra vẻ ngưng trọng. Dù sao đây là nguyên thủy chí tôn linh bảo, muốn điều khiển lại dễ dàng như vậy sao? Lúc này Mạc Túy Sinh đột nhiên chú ý tới đầu đằng mày đỏ trên cánh tay Hồng Quân. Mới vừa rồi hắn cũng cảm giác ở đó có ẩn chứa tính mạng ba động, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Hồng Thành Chủ, trên cánh tay của ngươi chẳng lẽ đang dưỡng dục một sinh vật nào đó sao?" Hồng Quân khẽ khẽ gật đầu nói: "Lúc trước Quỷ Lang Vương cùng với huyết mãng đồng quy vu tận, ta liền thu lấy một tia chân linh, lợi dụng công năng của Đạo Thiên Kính khiến cho nó một lần nữa tái sinh. Hiện tại
nó đang nằm trong cánh tay ta, tin rằng không lâu nữa sẽ thành công xuất thế. Quỷ lang vương ư? Mạc Túy Sinh không tự chủ được toàn thân run lên, thần sắc cũng cực kỳ khiếp sợ. Hồng Quân nhìn ra sắc mặt của hắn có chút không ổn, nghi hoặc nói: Mạc tiên sinh, có chuyện gì vậy? Mạc Túy Sinh thở dài lặng nề nói: Không nghĩ tới, nếu không phải là có đạo thiên kính, có thể nó đã không còn tồn tại ở vũ trụ này nữa rồi. Quỷ lang vương chính là ma thú hung tàn, bạo ngược nhất trong thất đại nguyên thủy ma thú. Ẩn chứa trong cơ thể nó là sát tính cuồng huyết, ngày sau nhất định sẽ trở thành ẩn hoạn lớn nhất của cả chu thần giới. Ngài nói cuồng huyết sát tính sẽ làm mê hoặc lý trí của nó sao? Hồng Quân cả kinh nói. Mạc Túy Sinh ánh mắt lộ liễm, lắc đầu nói: Ngươi sai rồi, đó mới chính là bản tính của nó. Quỷ lang vương hung tàn cực kỳ đáng sợ, năng lực của nó có nói với ngươi cũng không hiểu đâu. Nếu như cuồng huyết sát tính bộc phát, cả chu thần giới không ai có thể ngăn cản. Như vậy Mạc Túy Sinh có biện pháp nào không? Mạc Túy Sinh trầm giọng nói: Sau khi quỷ lang vương xuất thế, có thể sát tính sẽ dần dần lớn lên, cơ hồ không tới 100 năm có thể trưởng thành. Ở thời kỳ đó, cuồng huyết sát tính chắc sẽ không bộc phát. Sau đó, đến khi trưởng thành, hẳn chỉ còn có một chút phẫn nộ cuồng huyết sát tính cũng đủ để khiến nó phá hủy cả chu thần giới. Muốn ngăn cản, phải trước khi trưởng thành giết chết nó. Giết hay không giết, đầu Hồng Quân tự dưng đau nhói, như vậy cũng là thất tín với quỷ lang vương. Hơn nữa, quỷ lang vương cũng đã từng cứu mạng 4 người bọn họ từ trong nanh vuốt của huyết mãng. Bây giờ phải giết nó, Hồng Quân đúng là không thể nào làm như vậy. Nhưng nếu không giết, cứ để cuồng huyết sát tính tồn tại trong cơ thể quỷ lang vương, nhất định sẽ trở thành ẩn hoạn của chu thần giới. Một khi nó bộc phát, sợ rằng bất cứ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản được nó. Mạc Túy Sinh dường như nhìn thấu sự chần chừ của Hồng Quân, lại hỏi: Hồng Thành Chủ, ngươi quyết định thế nào? Giết hay không giết, Hồng Quân ánh mắt dừng trên đồ đằng đỏ ngầu trên cánh tay. Hắn tự hồ cảm giác được từ bề mặt truyền đến một tiếng gọi tha thiết. Lúc đầu giao cảm giữa hai linh hồn hắn cũng không nghĩ đến nó cực nhiên lại là một ma thú hung tàn bạo ngược như vậy. Ta không thể làm như vậy, Hồng Quân đột nhiên nói. Mạc Túy Sinh sắc mặt đại biến. Đây là lấy cả chu thần giới đánh cuộc, Hồng Thành Chủ cũng không thể không để ý tới như vậy. Hồng Quân lắc lắc đầu, trong ánh mắt toát ra thần sắc kiên định. Ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Lúc đầu ta đã đáp ứng quỷ lang vương, hơn nữa nó đã từng cứu mạng chúng ta, làm như vậy quá bất nhân. Nhân nghĩa ư? Ngươi đang nói tới nhân nghĩa với một con nguyên thủy ma thú, hơn nữa lại là hung tàn bạo ngược nhất. Hồng Thành Chủ đã đáp ứng Mạc Mỗ tiến vào chu thần giới, chuyện này Mạc Mỗ tuyệt đối không thể không để ý được. Hồng Thành Chủ, ngươi phải nghĩ tới sau này à? Trên khuôn mặt già nua của Mạc Túy Sinh hiện lên vẻ khẩn cầu, trầm giọng nói. Hồng Quân cau mày, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Mạc tiên sinh, vô luận là như thế nào ta cũng không thể làm như vậy. Nhưng ta có thể cam đoan với ngài, trong thời gian tới ta nhất định sẽ dùng hết sức lĩnh ngộ ảo diệu của đạo thiên kính. Ta nghĩ cả chu thần giới cùng với nguyên thủy chí tôn linh bảo có thể ngăn cản được nó. Nếu 100 năm sau, nếu Hồng Quân ta còn chưa có năng lực đó, vậy xin Mạc Túy Sinh tự mình động thủ thế nào? Mạc Túy Sinh hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Hồng Thành Chủ đã có quyết định như vậy cũng tốt thôi. Hồng Quân nhìn Mạc Túy Sinh một cái, mỉm cười nói: Mạc tiên sinh, loạn thần bắt ngài làm thợ rèn thật là quá mức uổng phí tài năng. Bắt đầu từ hôm nay, ngài sẽ là quân sư của chu thần giới. Về phần giấc mộng của ngài, Hồng Quân ta rất bội phục, sẽ tuyệt đối không hạn chế. Mạc Túy Sinh cung kính cúi người thật sâu, mang theo thần sắc hưng phấn, chắp tay nói: Đa tạ Hồng Thành Chủ. Tại trung tâm Thiên Âm tinh hệ cùng Ám Dạ tinh hệ, hai đại tinh vực tọa lạc một thứ tồn tại tối thượng trong khắp tử thần vũ trụ, tử thần giới. Từ xa nhìn lại, phiến đất liền phiêu phủ kia trông giống như một nghĩa trang, thấu phát ra khí tức âm trầm quỷ dị, tử khí nồng đậm ăn mòn mỗi một tấc không gian, phảng phất cả thiên địa cũng đều trở nên ảm đạm. Kiến trúc nơi này cũng hao hao một ngôi mộ, tử quân bốn phía không ngừng dò xét giống như Diêm La địa phủ. Ở đâu đó sâu trong tử thần giới tọa lạc một sơn phong, chóc núi kia dường như được thiên lực cố định, phía trên tọa lạc một tòa cung điện khổng lồ, tử khí bốc lên ngùn ngụt. Tử thần điện, trong điện phủ một mảnh quỷ dị âm trầm, tướng lãnh tử thần xung quanh không ngừng phát ra tiếng ô ô, lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Trong điện phủ, đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương đều quỳ trên mặt đất,
thần sắc ngưng trọng. Bọn họ đã quỳ tại đây hơn 20 năm rồi, nhưng thủy chung không dám đứng lên, chỉ là còn đang cùng đợi một người chưa xuất quan. Song hôm nay chính là ngày hắn xuất quan, tử thần. Trên điện trường, tử thần ngồi trên vương tọa, thân thể hắn rất to lớn, so với tử quân cũng giống nhau, toàn thân che phủ bởi một bố màu rách nát màu xanh. Một lưỡi hái đặt trước người hắn, nhàn nhạt xanh xao nhưng tản ra hàn quang sắc bén. Bố bào rất dài che kín khuôn mặt, cũng không cách nào nhìn thấy rõ được khuôn mặt của tử thần, nhưng thanh âm khàn khàn đủ để chấn nhiếp mỗi người tại đây. Các ngươi biết tội chưa? Đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương vẫn cúi đầu rất thấp, nghe thấy câu này thân thể hai người cũng chấn động hẳn lên. Đệ nhị giới vương vội vàng nói: thuộc hạ biết tội. Tội ở đâu? Đệ tứ giới vương lại nói: tội ở chỗ chúng thuộc hạ không thể đem về nguyên thủy chí tôn linh bảo. Đột nhiên tử thần hừ lạnh một tiếng, trong cả đại điện nhất thời sinh ra một cỗ không khí loạn lưu, từng đạo liệt văn thâm thúy xuất hiện trên mặt đất, có thể nhìn ra tử thần đã tức giận đến cực hạn. Âm vương thất sát trùy, đạo thiên kính, hai kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo hoàn mỹ, chẳng lẽ ngay cả một binh vương cũng không thể đối phó được sao, còn tổn thất hai đại giới vương? Tử thần chất vấn. Đệ nhị giới vương sắc mặt trắng bệch, lỗ chân lông không ngừng toát ra hỗn độn khí phiêu giật xung quanh, bao phủ cả người hắn. Đệ tam giới vương chết ở trong hắc động không gian, bị nguyên thủy ma thú giết chết. Binh vương long chiến đoạt được thất sát trùy, giết chết đệ nhất giới vương. Chúng thuộc hạ muốn đẩy theo, nhưng lực lượng phấn toái của thất sát trùy quả thật quá mạnh mẽ, chỉ cần chạm vào sẽ bị ăn mòn toàn thân. Thuộc hạ biết tội rồi. Như vậy đạo thiên kính đâu? Đệ tứ giới vương run run giọng nói: Đạo thiên kính hẳn là đã bị chu thần giới đoạt được. Bọn họ bằng vào khả năng của đạo thiên kính thoát khỏi tai mắt của chúng thuộc hạ, trước khi chiến tranh bắt đầu đã lặng lẽ rời khỏi đó. Tử thần đại nhân, chúng thuộc hạ lần này đã giết chết 100 vạn binh lính của bọn chúng, tổn thất rất lớn. Tử thần cười lạnh một tiếng: Chẳng lẽ ngươi cho rằng loạn thần sẽ tiếc 100 vạn binh lực sao? Chu thần giới từ tinh trần thế giới tới ư? Muốn tranh cao thấp với ta, rõ ràng muốn chết mà. Trong lúc nói chuyện, một cỗ tử khí nồng nặc đã len lỏi khắp ngõ ngách đại điện. Cỗ tử khí này so với bất cứ cái gì cũng là mãnh liệt hơn. Đệ nhị giới vương cùng đệ tứ giới vương hiển nhiên không cách nào có thể chịu nổi, không ngừng thở hổn hển. Đệ nhị giới vương tâm cơ vừa động, vội vàng nói: Tử thần đại nhân, xin ngài cho thuộc hạ 200 vạn, à không, 100 vạn binh lực, thuộc hạ nhất định tiêu diệt chu thần giới, vì tử thần đại nhân mà đoạt đạo thiên kính. Hai đám phế vật các ngươi, bây giờ loạn thần giới đã lấy được âm vương thất sát trùy, nếu như các ngươi khai thế tấn công chu thần giới, hắn nhất định sẽ khiến cho chàng chiến tranh kia xảy ra sớm hơn, ngược lại đối với chúng ta lại cực kỳ bất lợi. Thanh âm của tử thần khàn khàn thấu phát ra sức tức giận vô hạn, không gian bốn phía đều theo đó mà dao động kịch liệt. Uy lực của âm vương thất sát trùy, loạn thần muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn điều khiển là tuyệt đối không thể. Chờ tử thần ma công của bổn thần có thể đột phá một cảnh giới mới, dù hắn có được thất sát trùy phụ trợ cũng không thể vô sự được. Ngày này ta đã đợi rất lâu rồi. Trong tứ đại chủ thần, thực lực của tử thần là cao nhất. Tại cuộc chiến chủ thần ngàn vạn năm trước, hắn đã sáng tạo ra tử thần ma công, lại càng khiến cho tất cả chủ thần còn lại đều cực kỳ sợ hãi. Trải qua vô tận năm tháng không ngừng tu luyện, tử thần ma công của hắn có thể đã đạt tới trạng thái cực hạn, chỉ cần qua mấy trăm năm nữa có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Lần này điều động tứ đại giới vương đi đoạt nguyên thủy chí tôn linh bảo, nếu như chỉ đoạt được một kiện cũng có thể trong quyết chiến với loạn thần cầm chắc chiến thắng, nhưng bây giờ giới vương lại tay trắng trở về. Tử thần tuy nói lâm vào cảnh bất lợi, nhưng cũng không để người khác đè đầu cưỡi cổ. Chỉ cần có thể khiến cho tử thần ma công đạt tới cảnh giới đỉnh điểm, thì cho dù loạn thần có nắm giữ một phần lực lượng của nguyên thủy chí tôn linh bảo cũng không thể xảy ra chuyện gì. Lúc này đột nhiên một tiếng cười quỷ dị từ trong miệng tử thần truyền đến, vang vọng khắp đại điện trống trải. Âm vương thất sát trùy, loạn thần à loạn thần, nếu như trời muốn ngươi chết, căn bản không cần tử thần ta ra tay. Đệ nhị giới vương mặt liền biến sắc, run giọng hỏi: Tử thần đại nhân, chẳng lẽ âm vương thất sát trùy kia là giả sao? Nếu là giả, tại sao lại có nguyên thủy ma thú bảo vệ?
Tử thần lạnh lùng nói: "Chỉ là loạn thần còn chưa biết sự thâm ảo của âm vương thất sát chùy. Đó là một ma chùy, không chỉ có uy lực cực mạnh của thất đại nguyên thủy chí tôn linh bảo, mà còn ẩn giấu một tâm ma càng thêm dữ dội. Cho dù là chủ thần cũng hoàn toàn có thể bị cắn trả." Đợi tứ giới vương sắc mặt lộ vẻ vui mừng. "Nói như vậy, loạn thần rất có thể bị âm vương thất sát chùy phản lại, khống chế tâm tính ư?" "Qua không bao lâu nữa, loạn thần giới sẽ phát động chiến tranh. Tử thần đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đệ nhị giới vương trầm giọng nói. Tử thần lặng lề hừ lạnh một tiếng. "Tập trung tất cả binh lực cho ta, bổn thần phải bế quan một lần nữa. Vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy ta." Hôm nay loạn thần đã có được âm vương thất sát chùy. Trong cuộc chiến các chủ thần, tử thần duy chỉ có thể thủ thắng nhờ cảnh giới cao nhất của tử thần ma công. Hắn vừa xuất quan đã lại muốn bế quan, hiển nhiên là có chút cố kỵ âm vương thất sát chùy. Nếu như loạn thần thật sự có thể ngăn cản sự cắn trả lại, điều khiển được nó, như vậy tử thần nhất định lâm vào cảnh bất lợi. Sau khi tử thần rời đi, cả đại điện nồng nặc âm khí dị thường mới từ từ tan biến. Cái cảm giác căng thẳng, hít thở khó khăn của hai đại giới vương cũng đã chậm chậm biến mất. Hai đại giới vương liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng đều lộ ra vẻ khó coi. Xem ra bão táp đã qua đi, từ bây giờ cho đến khi loạn thần giới phát động chiến tranh, tất cả các cuộc chiến đều tạm dừng. Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh đều đã tiến vào bế quan tu luyện, tìm hiểu sự huyền diệu của hỗn độn vật chất, từ đó tăng lên thực lực của chính mình. Về phần cổ bàn, tiếp tục luyện hóa linh hồn của đệ tam giới vương. Tử thần giới vốn không tu luyện thân thể mà ngưng luyện hồn phách, cho nên linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù cổ bàn toàn lực thúc dục luyện hồn bích, nhưng cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn luyện hóa được linh hồn đệ tam giới vương. Nhưng điều này lại khiến cổ bàn có thể rót vào bên trong cổ bàn thế giới một nguồn năng lượng vô cùng cường đại. Không gian không ngừng mở rộng, cổ bàn đối với bàn cổ phiên cũng có từng bước lĩnh ngộ. Còn về sự tình chu thần giới, toàn bộ giao cho quân sư Mạc Túy Sinh, một mặt cũng xây dựng cho hắn một chú binh sơn trang mới, thu nạp rất nhiều luyện binh đệ tử. Bởi Hồng Quân đối với số lượng linh bảo hắn luyện chế không có bất cứ yêu cầu gì, cho nên Mạc Túy Sinh cũng có thời gian để hoàn thành giấc mộng của hắn. Lần này Hồng Quân không có trở về trong Hồng Quân phủ, mà là đi tới một nơi thanh tịch đẹp đẽ bên trong rừng trúc cách Chu Thần Thành không xa. Bốn phía rừng trúc đã bị Hồng Quân bố trí cấm chế trận pháp. Ở trong mắt người ngoài, nơi này nhìn qua giống như một mảnh ảo ảnh. Tuy rằng có thể cảm giác được rõ ràng nó có tồn tại, vĩnh viễn lại không cách nào tiến vào nơi đây một bước. Hồng Quân ngồi xếp bằng ở bên trong rừng trúc thanh tịch đẹp đẽ, từng chiếc lá trúc xanh tươi bồng bềnh rơi, hết thảy lộ ra vẻ tự nhiên hài hòa như thế. Đột nhiên Hồng Quân thở dài thật sâu, trên mặt để lộ ra một tia u sầu. Hắn đã đi vào nguyên thủy vũ trụ hơn 1.000 năm, nhưng trước sau không có tìm được phụ thân Tần Vũ, người thân thiết lại ở nơi xa trong tân thần giới. Vũ trụ mênh mông, chính mình theo đuổi đại đạo cuối cùng là cái gì đây? Phụ thân chỉ dẫn dắt chính mình đến nơi đây lại là vì cái gì? Lúc này Hồng Quân đối với cái gọi là đại đạo kia chợt cảm thấy bao la, mờ mịt. Hắn thật muốn hỏi phụ thân một câu, mục tiêu cuối cùng là vì cái gì? Lần bế quan này, bất luận như thế nào cũng muốn đột phá trạng thái giải cấm thứ 5. Chỉ có như vậy, khi đối mặt với nhân vật cấp chủ thần, ta mới có vốn liếng để mà đấu một trận. Hồng Quân kiên quyết nói, hắn chợt nhìn qua ánh sáng của đồ đằng màu đỏ thắm trên cánh tay phải chấp động, trên mặt đột nhiên nở lên một tia cười từ ái. Yên tâm đi, vì ngươi, ta nhất định phải lĩnh ngộ đạo thiên kính. Lập tức tâm tình bình tĩnh, ý thức của Hồng Quân hoàn toàn tập trung tại bất diệt phách thể trên người của mình. Cái thân thể này do vật chất hỗn độn cô đọng lại, đến tột cùng ẩn giấu tiềm lực cùng năng lượng đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Có thể cảm giác được rõ ràng, vật chất hỗn độn bên trong gân mạch cùng máu thịt đang vận hành theo quy luật. Một năm, hai năm tu luyện ở bên trong rừng trúc, Hồng Quân căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Thế nhưng thân thể của hắn lại đang không ngừng biến hóa. Mỗi người đều đang tĩnh tâm tu luyện, cố đạt tới cảnh giới nâng cao tới giới hạn lớn nhất. Bởi vì trong lòng bọn họ hiểu được rằng, sau vài trăm năm nữa, đợi tới khi loạn thần nắm vững được năng lực của âm vương thất sát chùy, cho dù chỉ có một phần, trận đại chiến này sẽ hoàn toàn phát động. Bọn họ lại phải đối mặt chính là nhân vật cấp chủ thần. Dường như thời gian đối với mọi người mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ước chừng qua thời gian 100 năm, bên trong chu thần giới sớm đã là xưa không bằng nay.
quân sư Mạc Túy Sinh sáng lập sơn trang, đúc binh khí đã dần dần hình thành. Năng lực luyện khí của đệ tử trong trang cũng đạt được sự yêu cầu của đệ nhất binh vương, đã có thể không cần lão tự mình giám sát luyện chế ra trung phẩm hỗn độn linh bảo. Về phần hạ phẩm linh bảo lại luyện chế thành một lượng lớn. Đến bây giờ, trong chu thần giới tổng cộng có 230 vạn binh lực, đã có hơn 100 vạn quân võ trang đầy đủ. Về phương diện độ cường mạnh của vũ khí và khải giáp đều tăng lên thật lớn. Thậm chí ở trên phẩm chất còn muốn cao hơn linh bảo của loạn thần giới chế tạo. Đến lúc này, nhiệm vụ của Mạc Túy Sinh có thể nói đã hoàn thành. Sau khi bàn giao toàn bộ, lão tạm thời rời khỏi chu thần giới, vào trong vũ trụ nguyên thủy tìm kiếm một ít vật liệu có thể giúp lão chế tạo chí tôn linh bảo nguyên thủy siêu việt. Những vật liệu này cùng chí tôn linh bảo nguyên thủy thì như nhau, được nuôi dưỡng ở trong vũ trụ nguyên thủy nhưng lại chưa hề trải qua cải tạo của đại thần thiên, có thể nói là linh hồn của vũ trụ nguyên thủy, cũng là ước mong của đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh. Trong lòng lão tự nhủ, một khi chưa sáng tạo ra cực phẩm linh bảo vượt qua chí tôn linh bảo nguyên thủy, lão căn bản không xứng với danh hiệu đệ nhất binh vương. Thấm thoát trải qua 300 năm, thế nhưng lúc này loạn thần giới lại đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, trên bầu trời của loạn thần giới đột nhiên bao phủ tầng tầng mây trôi màu tím đen, che phủ bầu trời, thấu phát ra khí tức hủy diệt càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho tận đáy lòng mỗi người đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Trước loạn thần điện, binh vương Đông Phương Giản nhìn chằm chằm vào đám mây màu tím đen trôi trên bầu trời, giữa trán lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Lúc này Long Chiến đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, trầm giọng nói: "Đông Phương tiên sinh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đông Phương Giản khẽ khẽ lắc đầu, thế nhưng ánh mắt lại rơi vào trên mật thất cách đó không xa, phía sau loạn thần điện nói: "Sáu đại đế tôn đâu?" "À, hôm nay dựa theo mệnh lệnh của loạn thần truyền ra, sáu đại đế tôn đã tập hợp tất cả binh lực của loạn thần vũ trụ ở cực bắc tinh hệ chờ mệnh lệnh. Chỉ là loạn thần bế quan đã hơn 300 năm, vì cái gì đột nhiên hạ lệnh tập hợp tất cả binh lực của loạn thần vũ trụ, hay là..." Nói đến điều này, Long Chiến dường như đã mơ hồ đoán được loạn thần đã có thể nắm vững phần nào uy lực của âm vương thất sát chủy. Lúc này cách đó không xa, một đạo cột sáng vô cùng to lớn bỗng nhiên phóng lên cao, phát ra tiếng sấm chớp ầm vang, cơ hồ âm vang chấn động khắp cả bầu trời. Cột sáng kia cũng một màu tím đen, nhưng ở giữa thân cột có thể nhìn thấy lờ mờ một cái đồ án ma quỷ nanh ngác dữ tợn. Nó giống như đang nhăn nanh cười độc ác, kéo theo ma lực vô cùng làm kinh sợ ở sâu trong tận đáy lòng mỗi người. Toàn thân Long Chiến chợt run lên, không tự chủ được lui về sau mấy bước, lắp bắp nói: Không có khả năng, quá đáng sợ." Đông Phương Giản nhướng mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Long Chiến hai tay ôm đầu, dường như cực kỳ thống khổ, không muốn nhớ lại chuyện trước đây, rít giọng nói: "Lúc trước ta đoạt được thất sát chùy, liền cảm giác được ở trong cái chùy kia ẩn tàng một cỗ ma tính không thể tưởng tượng nổi. Nó hình như có thể hoàn toàn khống chế tâm tình của ngươi, khiến cho kẻ cầm nó phải hoàn toàn phục tùng nó." "Nói như vậy, ngươi lúc đó đã từng bị nó khống chế sao?" Mặt của Đông Phương Giản lộ vẻ kinh ngạc. Long Chiến thở hổn hển vài hơi dài, liền nói: "Đúng vậy, sau khi âm vương thất sát chủy phát tác, ta đích thực bị nó khống chế. Dường như thân thể, thậm chí là linh hồn đều giống như đã phục tùng nó quá sâu. Tuy rằng ta đem linh hồn đã luyện hóa 300 năm có tác dụng trấn tĩnh cố hồn, nhưng trước sau vẫn không trục xuất được dấu vết mà thất sát chùy đã lưu lại ở sâu trong đáy lòng ta." Cột sáng màu tím đen kia vắt ngang qua toàn bộ không trung, sau khi nổ ra, quang vũ màu đen tím lã chã rơi xuống dày đặc, đem toàn bộ loạn thần giới đều bao phủ lại. Ánh mắt của Đông Phương Giản nhìn chằm chằm vào đầu nguồn của cột sáng kia, bất ngờ chính là nơi mà loạn thần bế quan kiên quyết nói: "Loạn thần đại nhân chính là chủ thần có thể sáng lập vũ trụ tinh vực, hắn tuyệt đối không thể bị âm vương thất sát chùy cắn trả, tuyệt đối không thể." Lúc này một tiếng cười điên cuồng từ nơi không xa truyền đến, mang theo đầy hưng phấn và cuồng vọng tột cùng. Bên trong loạn thần điện, toàn bộ sáu đại đế tôn quỳ ở dưới đại điện, mà Long Chiến cùng Đông Phương Giản hai đại binh vương phân ra đứng hai bên, và ngồi ở chính giữa chính là loạn thần. Chỉ là lúc này ở trong mắt mọi người, hắn đã phát sinh biến hóa hoàn toàn khác. Bên trong khôi giáp màu đỏ thẫm
cũng không còn vật chất hỗn độn đen như mực nữa, phơi bày ra trước mặt mọi người chính là một hình dáng của người trung niên, râu màu xám, tóc đỏ như máu. Thế nhưng con người màu tím đen kia lại càng khiến cho người khác chú ý. Trên mỗi một tấc da thịt lộ ra ở ngoài khôi giáp đều lưu động từng cái hình họa màu tím đen cực kỳ quỷ dị. Cái này cũng là mọi người ngàn vạn năm qua lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thực của Loạn Thần. Thế nhưng từ trên người của Loạn Thần, uy áp được phóng thích ra lại so với trước đây càng mãnh liệt hơn. Cho dù là hai đại binh vương đều cảm giác được toàn thân giống như bị khóa lại, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế không thể tưởng tượng được. Sáu đại thần tôn càng là quỳ rạp trên mặt đất. Ở dưới sự uy áp mãnh liệt như thế, mặt đất đều bị đầu gối của sáu người làm cho rung động lên từng đạo vết nứt nhỏ vụn. Trên vẻ mặt ngạo nghễ của Loạn Thần mang theo một vẻ tươi cười hưng phấn, hắn nhìn thấy đồ án lưu động trên người có chút không thể tin, cảm nhận được cái loại năng lượng kỳ dị trong cơ thể này, ha hả cười điên cuồng nói: "Không hổ là chí tôn linh bảo nguyên thủy, rất hoàn mỹ." Một màn này Long Chiến thấy ở trong mắt, về mặt tâm lý lại càng phấn động. Sau khi giết chết đệ nhất giới vương, khi ở tình cảnh đó bị âm vương thất sát chỉ hoàn toàn khống chế, cũng giống như Loạn Thần lúc này, đồ án kia hiện ra ở mặt ngoài của da thịt giống như ẩn chứa ma tính cực kỳ mãnh liệt, khiến cho Long Chiến cảm giác được một loại ảo giác kỳ lạ, chỉ muốn quỳ xuống. "Đế tôn, binh lực chuẩn bị như thế nào rồi?" Loạn Thần trầm giọng nói. Đệ nhất đế tôn quỳ ở trước nhất đang cúi đầu xuống rất thấp. 1,300 vạn binh lực đã tích trữ thế lực để chờ phát động, trước mắt đã ở trong cực bắc tinh hệ chờ mệnh lệnh của Loạn Thần đại nhân. Loạn Thần hài lòng gật gật đầu, cao giọng nói: 300 năm nay ta ở bên trong mật thất mở ra không gian gia tốc, đến bây giờ đã nắm được thiên quỷ sát và âm phong sát của âm vương thất sát trùy. Cho dù còn chênh lệch rất lớn so với việc khống chế hoàn toàn, nhưng đối phó với tử thần cũng đã đủ rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, nửa năm sau đánh vào tử thần giới. Nói đến điều này, sắc mặt của mọi người chợt biến. Điều ngạc nhiên không phải là Loạn Thần có thể lĩnh ngộ được năng lực của âm vương thất sát trùy, mà là lại có thể nhanh chóng như vậy muốn tiến công tử thần giới. Loạn Thần đã từng rất thận trọng, hơn nữa còn dè dặt tiến từng bước một, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Đông Phương Giản dường như cũng nhận ra nói: "Loạn Thần đại nhân, theo thuộc hạ thấy, trước khi điều động binh lực cần phải phân tích một chút về tình hình phân bố binh lực của tử thần giới và chu thần giới để thực hiện quyết sách đúng đắn nhất. Tùy tiện điều động rất có thể làm cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh bất lợi." Đột nhiên Loạn Thần lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói: "Người đây là đang hoài nghi năng lực của ta sao?" Vẻ mặt của Đông Phương Giản đại biến, vội vàng nói: "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám." "Vậy thì tốt, ta đã nắm vững được một phần năng lực của âm vương thất sát trùy, đủ để đánh bại tử thần. Nước không có quốc vương, hết thảy mọi lực lượng đều là bé nhỏ, không đáng kể." Câu chữ trong giọng nói của Loạn Thần truyền phát ra tự tin tuyệt đối, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hủy diệt tử thần giới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi truyền lệnh, sáu đại đế tôn vội vã rời khỏi Loạn Thần điện. Dường như ở trước mặt Loạn Thần, bọn họ đều cảm nhận được cảm giác áp bức trước nay chưa từng có. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.